Đây là khung cảnh chụp vào buổi tối. Hay ghê quá. Vô điện thoại cho nó sáng chứ ở ngoài tối như vậy. Tối thui. Đây là xe điện. Sợ quá. Tại điện thoại nó bù sáng nên nó sáng như vậy chứ thật. Nó sáng như vậy, thực sự là nó tối như vậy mắt thường không nhìn thấy. Đường ra ở đâu cũng biết luôn. Sáng hơn.